gửi là mong là bạn ấy sẽ vui và luôn hạnh phúc ở những cái chân trời mới và trên hành trình khám phá thế giới của mình. Còn đối với mối tình hiện tại thì mình cũng muốn nhắn gửi là hình như là cá cắn câu rồi vậy thôi, tại vì hiện tại mình vẫn đang độc thân. Xin chào chương trình Đã Từng Yêu của Danh và bọn mình là Đi Tap. Mối tình đầu của Thịnh là một bạn nữ hồi năm lớp 7. Và đó là lần đầu tiên mình yêu khá là say đắm và cuồng nhiệt. Nhưng mà quen nhau chắc được 2 ngày xong rồi sau đó chia tay mất. Và cái khoảng thời gian đó Thịnh nhớ là khoảng Noel. Ừ, thời gian Noel mà người ta xuống phố rất là vui nhưng mà bản thân mình rất là buồn nên là ở nhà xong rồi cũng có nghĩ, lúc đó thì hơi còn hơi trẻ nên là có nghĩ tới chuyện nghĩ bậy á mọi người. Noel không có người gái là Noel. Mối tình đầu của em xảy ra vào năm nhất đại học. Wow. Tới năm nhất đại học thì bọn em cũng vui mà nó giống như các bạn học sinh sinh viên quen nhau ngây thơ trong sáng. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mối tình đầu của em thì là bọn em có là hai đứa em đi Đà Lạt, đi chơi hết cái Đà Lạt. Đi chơi hết rồi. Xong rồi sao? Đó vậy thôi. Về chia tay đó. Đúng rồi, sau đó là về là chia tay. Lời nguyền là có thật cho mọi người, đừng đi Đà Lạt mọi người ơi. Đừng đi Đà Lạt cấp bộ. Thật ra thì em có những cái mối tình kiểu thở chọn khá là sớm, nhưng mà đến khi gặp một cái bạn á thì em cũng nói với bạn đó luôn, thì em xác định đây là mối tình đầu của em, tại vì bạn đó cho em một cảm giác rất là cảm giác giống như là tình yêu, em nghĩ vậy. Thì đâu đó bọn em quen nhau ở khoảng cấp 3, lớp 11 gì đó. Thì bây giờ thì bọn em đã không còn quen nhau nữa. Nhưng mà em vẫn xem đó là một người rất là đặc biệt, tại vì người ta đã trải qua cùng mình rất là nhiều cái chuyện. Từ cái ngày đó là em đã đam mê, kiểu ok mình phải làm âm nhạc. Và bạn đó là người trải qua cùng em tất cả những thứ đó. Nhưng mà như có một cái câu hát là cùng nhau đi qua những tối, cũng thấy nhau khi mưa tàn. Nói về mối tình đầu thì chắc mình chỉ có thể gửi một lời xin lỗi bạn đó thôi. Sorry. Nhưng từ nay em đã có chồng rồi. Hả? Chắc vậy. Em có chồng rồi. Có thể. Tại vì lâu quá không có liên lạc. Còn đối với mối tình hiện tại. Biết ai à? Ê vô. Là ai? Tiếp đi cứ mồi ra. Để nhắn gửi đến mối tình đầu thì mình chúc bạn luôn có một cuộc sống tốt và được tìm được một người yêu thương bạn. Ta sắp cưới luôn rồi đó. Chắc chắn. Sao mà thành bá chủ đề vậy mọi người? Còn mới tình hiện tại thì cảm ơn em đã thank you. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em. Đối với Thịnh thì Thịnh cũng gọi là mong là bạn ấy sẽ vui và luôn hạnh phúc ở những cái chân trời mới và trên hành trình khám phá thế giới của mình. Còn đối với mối tình hiện tại thì mình cũng muốn nhắn gửi là hình như là cá cắn câu rồi ơi vậy thôi, tại vì hiện tại mình vẫn đang độc thân. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Thịnh, không có mơ gì chưa thực hiện được luôn hả? Bây giờ hồi nhỏ thích làm phi công, thích gì? ví dụ như chơi được tất cả những nhạc cụ, đánh võ, cao 1m8, thôi bỏ đi mọi người. Rồi.